Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cả ba phúc âm Matthew, Marco và Luca đều tường thuật việc Chúa ăn chay. Ba người thì Matthew và Marco gần giống nhau, nhưng Marco không nói gì hết á, chỉ nói vậy thôi. Quý vị vừa nghe Matthew và Luca dài hơn, thì một mình Luca đổi thứ tự của các cái cơn cám dỗ. Ông ấy có ý của ông, mình có giờ để nói. Nhưng phúc âm của Marco là ngắn nhất, cho nên trong nhiều nhà dòng có thói quen khuyên các tập sinh nên học thuộc lòng một bộ phúc âm, tức là một bộ tin mừng trong bốn quyển tin mừng. Hầu hết ai cũng chọn tin mừng của Marco là vì nó ngắn nhất, nó như cái bài tường thuật của ông hôm nay, ngắn có hai câu. Như vậy mới có cái chuyện sau đây. Trong một lớp dạy kinh thánh như cha Quảng nhiều dạy, và mỗi tuần cha bảo yêu cầu đọc trước một câu. Quý vị thấy cha đăng lên, để tới hôm vào học thì mọi người đã được chuẩn bị. Thế là một hôm ông nói, hôm nay có kỳ nghỉ phục sinh, cho nên lớp được nghỉ một tuần. Do đó tuần sau trở lại, thì trong cái tuần rảnh đó, xin quý vị ở nhà đọc trước Marco chương 17 từ câu 1 đến câu 10. Ghi ra, ai cũng ghi. Rồi hai tuần nghỉ trở lại, ông hỏi ai đã đọc rồi giơ tay lên. Tôi không có hạch đâu mà lo. Vì ông không hạch cho nên ai cũng giơ tay. Ông nói phúc âm của Marco có 16 chương, mà chương 17 ở đâu ra mà quý vị đọc. Cho nên nếu tất cả ba bốn tin mừng nhưng Thánh Gioan không kể, thì chúng ta thấy đều nhắc tới số 40 đêm ngày. Theo truyền thống của Kinh Thánh, số 40 mang nặng ý nghĩa của Kinh Thánh. Đây là con số tượng trưng cho cái cuộc đổi đời, cuộc sáng tạo mới. Chúng ta nghe câu chuyện ông Noe với lục hồng thủy. Xin được thêm chữ đại vô. Tiếng Hán Việt chữ hồng có nghĩa là to đó. Hồng thủy là nước to, nước lụt. Người người còn thêm chữ đại hồng thủy vô đó. Rồi còn lại lụt đại hồng thủy nữa là dư nữa. 40 đêm ngày nước ngập tàn phá hết, để sau đó phù sa sẽ cho mọc lên những chồi non mới. Chúng ta vừa nghe bài đọc 1. 40 năm dân Do Thái được Môi-se dắt đi vòng vòng trong cái bán đảo Sinai để chuẩn bị tâm hồn bước vào miếng đất mới. Con số đó là con số nói lên cuộc đổi đời đầy sáng tạo. Cho nên đừng có lấy làm lạ. Điều thứ hai Marco nhấn mạnh đó là người ở trong hoang địa sống chung với dã thú, tức là thú rừng, và có các thiên thần đến hầu hạ người. Việc đó phải hiểu làm sao? Tôi xin ngắn gọn. Đó là tình trạng hài hòa của muôn loài muôn vật trong vườn địa đàng. Nhớ trong vườn địa đàng, con vật này sống với con kia cách rất hài hòa, trước khi con người sa ngã. Như vậy nói Chúa Giê-xu thắng được cám dỗ thì Ngài trở về tình trạng ân sủng của vườn địa đàng nguyên thủy. Cho nên Thánh Marco muốn nói là Chúa Giê-xu đã khai mạc thời đại mới. Thưa quý vị, chúng ta hay lẫn lộn giữa cứu cánh, còn gọi là mục đích, với phương tiện. Chủ nghĩa cộng sản lấy cái cứu cánh để mà bào chữa hay biện minh cho phương tiện. Ví dụ, cứu cánh của tôi là công bằng xã hội, ai cũng ngang nhau. Tốt, đích tốt. Phương tiện, tôi giết mấy người nhà giàu, do đó tôi không có lỗi. Là vì cái cứu cánh, cái mục đích của tôi là tốt, cho nên phương pháp tôi dùng là sát nhân sẽ không xấu. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản áp dụng cái đó thôi.
Chúa Giêsu thì nói: phương tiện xấu không thể nào đi đến cứu cánh tốt. Cho nên nếu chúng ta bước vào mùa chay, thì trong lễ tro đã nghe cha quản nhiệm nói cầu nguyện, ăn chay, bố thí, đó là ba phương cách để gọi là thực hành hãm mình. Vậy cái đó là cứu cánh hay phương tiện? Cái việc ăn chay, hãm mình, cầu nguyện, bố thí là mục đích mình nhắm tới, hay là đó chỉ là phương tiện, là cách mình dùng? Thì nghe câu chuyện sau đây nó vui vui chút thôi. Có một thanh niên sống rất là đạo đức, nghiêm chỉnh đó, chứ không phải giả hình. Rồi quyết định đi nhập vào một cái tu viện, cho nên đến gặp vị tu viện trưởng để xin học, để cách tìm cách nhập vào. Và một buổi sáng mùa đông, anh gõ cửa tu viện. Vị tu viện trưởng ra mở cửa và thấy anh đứng, anh cúi người chào và nói: thưa thầy, xin cho con được nhập vào để tu, con đi tìm con đường tu. Thế anh đã chuẩn bị gì rồi? Thì anh trả lời: thưa thầy, nhìn đi, suốt đời con chỉ ăn mặc rất thanh bạch, toàn màu trắng, y như các tu sĩ vậy. Con không thích màu mè. Màu mè là phô trương, là khoe khoang. Thứ nhì, con không bao giờ để những chất có men nó chạm vào môi con. Có thể ông dùng ống hút mình không biết, nhưng mà ý đời xưa chưa có ống hút thì không uống rượu, uống bia, đời đó chắc không có bia. Thứ ba, con lấy mấy cái đinh con để trong giày á, để mỗi lần con bước đi nó đau nhói lên. Thứ tư, mùa đông gió rét như thế như buổi sáng ấy, thì con thường cởi áo ra lăn lộn trên tuyết để nó hãm dẹp thân xác con. Và để hoàn tất những chuyện đó, suốt mùa chay con sẽ cởi trần ra, sáng nào cũng lấy dây da quất lên lưng khoảng 30 roi vậy. Và thưa thầy, con hy vọng và con thấy con đường con đi là trúng. Thầy xin thầy cho biết con đã là một thánh nhân chưa? Ông thầy không trả lời, ông ra cửa sổ. Vừa đúng lúc đó, có một chú đệ tử trong tu viện dắt con ngựa, con bạch mã là con ngựa trắng, cho nó ra cái chuồng nó uống nước. Thì ông tu viện trưởng nói: anh đến đây xem con ngựa. Ông biết thói quen con ngựa, ngựa với lừa nó uống nước xong thích thú lắm, thế thì hay nằm ngửa ra cọ cọ cái lưng trên đất, trên tuyết, trên gì nó cũng làm vậy. Lúc đấy ông tu viện trưởng hỏi: anh ơi, vậy con ngựa đó anh có thấy gì không? Thứ nhất, nó cũng mặc toàn đồ trắng cả đời luôn, nó ngựa bạch mà. Thứ hai, không bao giờ nó uống bia uống rượu, nó uống nước không à. Thứ ba, dưới chân của nó có đóng đinh y như anh vậy, cái móng người ta đóng đinh. Thứ tư, ngày đông giá rét như vậy mà anh thấy nó lăn lộn trên tuyết đó thấy không. Và cuối cùng, nếu nó không vâng lời, người ta cũng phép cho nó mấy roi vậy trên lưng. Vậy anh có cho nó là thánh nhân không? Người thanh niên hiểu. Từ đó không có khoe những cái chỉ là phương tiện trở thành mục đích để đem khoe. Thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều lúc mình lầm, cho nên mình cố gắng làm. Ví dụ, bí tích giao hòa là phương tiện hay mục đích? Mùa chay tôi phải đi cho được cái bí tích giao hòa. Nó là một phương tiện để trở về với Chúa, chứ không phải mục đích là phải xin cho được. Như vậy, tóm tắt, mục đích của mùa chay giáo hội muốn mình cái điều gì? Có hai điều thôi. Một là chúng ta tập kiềm chế lại một chút, vì ai trong chúng ta cũng đều là tội nhân. Không ai thoát khỏi cái câu đó đâu. Cả Đức Giáo Hoàng đương kim, bất kỳ ai hỏi ông Ngài là gì, là ai,
mong cho ông ấy xưng cái chức phận giáo hoàng của ông, và cái tên ông chọn là Francisco. Ông không nói câu đầu tiên, I am a sinner, tôi cũng là một tội nhân. Và Ngài cũng xếp hàng trong cái hàng người ròng rắn hàng tuần để đợi đi xưng tội ở đền thờ Thánh Phêrô, chứ không xưng riêng một mình trong cung điện Vatican. Ngài dùng những phương tiện rất tầm thường. Nên nhớ cái lúc đi bầu giáo hoàng, Ngài chưa được bầu thì cũng ở cái khách sạn của Roma. Sau khi được bầu làm giáo hoàng rồi, Ngài lục tục đi xuống trả tiền phòng. Người ta không lấy bởi vì ông thành giáo hoàng rồi. Ông mới nói phải lấy chứ, nếu không lấy lần sau không ai dám ở. Tất cả những cái chúng ta dùng, nó là phương tiện để nhắc chúng ta biết rằng chúng ta có tội. Và cái việc dễ làm nhất theo mẹ Teresa Calcutta trên đời, không cần tập, đó là phạm tội. Không cần tập, ai cũng phạm được. Điều thứ nhất là chúng ta thực hành khổ chế để nhớ mình là người có tội. Điều thứ hai, chúng ta tập khổ chế để cố gắng mong muốn cuộc đời mình đổi mới. Ai cũng muốn, cái tội ai cũng biết là xấu, bằng chứng là ai cũng giấu. Thậm chí vô trong đó mà cũng còn sửa giọng để cho ông linh mục cũng không biết. Tôi bị hớ là nó tự nhiên mới đầu 8-9 năm trước thiếu kinh nghiệm, lại xưng tên thưa bác gì đó, nói tên bác đã. Từ đó không có nghe bà đó đi xưng tội nữa, chứ đi xưng với cha khác. Mình thấy nó kỳ, cho nên mình phải giấu. Như vậy thì ai cũng biết mình cần phải đổi đời để đời mình đẹp hơn, trong sáng hơn. Và như vậy thì giáo hội muốn mình tập say no cho bất kỳ những đòi hỏi nào. Nếu những đòi hỏi đó càng bất chính thì càng phải tập nói không. Không dễ đâu quý vị ơi. Đã gọi là những đòi hỏi mà tiếng gốc Hán Nguyện gọi là dục vọng. Chữ vọng đó là gì? Không phải là mùa vọng, là mong chờ đâu. Chữ vọng đó là điên khùng. Dục là ham muốn. Ham muốn một cách điên khùng là sao chống lại? Cho nên cái lời nguyện đầu lễ thật dễ thương. Hàng năm Chúa ban cho chúng con những ngày chay thánh. Giáo hội đâu có bắt mình ăn chay theo kiểu các thiện nam tín nữ Phật giáo. Người ta ăn chay nhiều hơn mình. Các tín đồ của Hồi giáo ăn chay nguyên một tháng. Ramadan ăn chay nguyên một tháng. Mình có 2 ngày. Mà cái hôm thứ tư lễ tro lại là đáp an đó. Nhiều người không dám ăn sau khi tan quyến mời ăn khúc bánh mì chay. Mấy người đó thì cũng hay, tôi không hay ăn chay không. Tôi thì tôi ăn tỉnh bơ thôi, tại vì tôi sáng giờ tôi chưa ăn, thì hôm đó tôi ăn được rồi. Và tôi ăn xong tôi thấy người mà đã tuyên bố không ăn lại ăn 2 ổ. Là tại ông cha làm gương xấu. Cũng vui vui thôi, nó chơi. Đừng coi những cái việc đó là cứu cánh, nó là phương tiện. Cho nên cái điều chính là mình có thể nói không với một cơn giận không? Giận một đứa con lắm rồi, có thể nói không, khoan nói đã. Tập được đã là hạnh phúc rồi đó. Có thể nói không với một cái thèm muốn về xác thịt thôi. Khó nếu không có ơn Chúa giúp. Có thể nói không về một cám dỗ về uy quyền không? Tụi nó coi thường mình thế. Bởi vì 3 cái cám dỗ của Chúa nó nằm ở 3 cái chuyện rất đại diện cho cám dỗ của mình. Cái thứ nhất quý vị nhớ là làm bánh ra phải không? Đá thành bánh để ăn. Ông Luca nói tinh tế,
Ông không nói lấy một cục đá làm bánh, những hòn đá này thành những ổ bánh, có nghĩa là nhiều lần. Như vậy thì ông Luca không có nói là Chúa bị cám dỗ vì đói. Chúa có thể làm chủ được, nhưng Chúa bị cám dỗ là dùng cái sứ mạng của mình để phục vụ cho cá nhân mình. Y như một số linh mục dùng cái sứ mạng và chức vụ linh mục của mình để phục vụ cho cá nhân mình. Đó là cái cám dỗ. Cái cám dỗ thứ hai là không biết Chúa có thấy không, Chúa có nghe không, mình nhảy xuống coi Chúa có đỡ không. Cám dỗ thứ hai. Và cái cám dỗ thứ ba là bởi vì Chúa không làm được cho nên thôi không thờ Chúa nữa, đi thờ cái khác, bà cái. Ai trong chúng ta cũng bị cái đó, nhưng đa số chúng ta còn lẩn quẩn ở cái cám dỗ thứ nhất chưa ra khỏi nữa. Xin đừng nản lòng. Mỗi năm giáo hội cho chúng ta một khoảng thời gian có hơn tháng thôi để chúng ta tập say no. Mà phải tập, tôi dùng chữ tập. Và khi tập thành thói quen, lúc đó mới xứng đáng được gọi là nhân đức. Xin đừng nghĩ nhân đức là cái gì khó khăn lắm. Cái định nghĩa rất đơn sơ. Thói quen làm điều tốt là nhân đức. Thói quen nhịn nhục, không có phản ứng chửi bới người khác, đó là nhân đức tự chế. Thói quen không ăn xả láng, ăn no đến mức độ thở được, đó là cái nhân đức tiết chế biết từng khúc của mình. Thói quen kềm được những đòi hỏi của thân xác là nhân đức khiết tịnh. Đừng nghe hai chữ nhân đức rồi sợ. Đó là thói quen làm điều tốt. Thói quen hay giúp người khác là nhân đức bác ái. Cứ quen dùng chữ nhân đức rồi mình đâm ra sợ. Mình lái xe ra, mình nhường cho một người ra trước, đó là thói quen kính nhường người khác, thấy không? Bác ái đó. Vân vân. Còn thói quen làm điều xấu thì gọi là tật xấu, khỏi cần tập. Cái đó không ai khuyên mình tập đó, tự động nó thành. Xin dâng thánh lễ hôm nay, Chủ nhật thứ nhất của mùa chay, xin Chúa giúp chúng con hai điều: nhận ra mình có tội, và thứ hai, giáo hội ban cho chúng con thời gian để tập luyện cách từ chối những cám dỗ, để chỉ có thờ một Thiên Chúa mà thôi. Và từ đó, nếu chúng con công nhận rằng mình thay đổi cuộc sống để tôn thờ một Thiên Chúa, mỗi người sẽ có một cuộc đời đổi mới.